Ngày 8 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào ngày 29 tháng 5 năm 2017. Tuy nhiên, phiên xét xử phải tạm hoãn, rời đến hôm nay do sức khỏe của bị cáo Lương không đảm bảo. Trước đó, vợ của bị cáo Lương có đơn xin cho chồng được xét xử vắng mặt. Nhiều người theo dõi phiên xét xử mong chờ, sáng nay, bác sĩ Hoàng Công Lương có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa. Chị Đinh Thị Thư, vợ bác sĩ Lương, cho biết, sức khỏe bác sĩ đã ổn định trở lại, gia đình và người thân sẽ động viên bác sĩ Hoàng Công Lương đến dự phiên tòa vào sáng nay. Tiến sĩ Nguyễn Doãn Phương, viện trưởng viện sức khỏe tâm thần, cho hay, sức khỏe bác sĩ Hoàng Công Lương tiến triển tốt. Bác sĩ Hoàng Công Lương đã xuất viện tại khoa nội thần kinh cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, về nhà trong ngày 12 tháng 1. Luật sư Trần Hồng Phúc, văn phòng luật sư Nguyễn Chiến, người bào chữa cho bị cáo Lương, cho biết, phiên xét xử này, nhiều khả năng, thân chủ của bà đủ điều kiện sức khỏe tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, tình trạng cụ thể như thế nào phải chờ đến phiên tòa và chờ quyết định của hội đồng xét xử. Từ ngày hoãn phiên tòa 8.1, nhóm luật sư chúng tôi luôn hỏi thăm hỏi sức khỏe của bác sĩ Lương. Chúng tôi cùng gia đình, đồng nghiệp và bác sĩ điều trị động viên để bác sĩ Lương bình tâm, tích cực uống thuốc theo đơn và phác đồ điều trị, nhằm có đủ điều kiện sức khỏe tham gia tố tụng tại phiên tòa ngày 14.1, luật sư Phúc nói. Trước đó, nói về bệnh tình của vị bác sĩ 32 tuổi, luật sư Hoàng Ngọc Biên bảo chữa cho bị cáo Lương cho hay, bác sĩ Lương có dấu hiệu trầm cảm. Ở địa vị bác sĩ Hoàng Công Lương khi bị thay đổi tội danh đến 3 lần và chưa chấp nhận việc mình có tội thì việc bị dấu hiệu trầm cảm là dễ hiểu, luật sư Biên cho hay. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, các bị cáo Bùi Mạnh Quốc, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý nước Trâm Anh, Hoàng Công Lương, bác sĩ làm việc tại đơn nguyên lọc máu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố tội vô ý làm chết người theo khoản 2 điều 98 Bộ Luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ 30 năm tù. Bị cáo Hoàng Đình Khiếu, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Đỗ Anh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn, Trần Văn Thắng, trưởng phòng quản lý vật tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 285 Bộ Luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ 3 năm đến 12 năm tù.